Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay giảng tiếp cái bài Chỉ Ông Chủ. Các thiền sư cũng thường nói đến của báo ấy. Có vị thiền sư đến hỏi Hòa Thượng Thạch Cựu, đệ tử của Mã Tổ: trong tay Bồ Tát Địa Tạng có hạt minh châu, đó là ý nghĩa gì? Ngài hỏi lại: trong tay ông có hạt minh châu không? Vị thiền sư thưa: con không biết. Hòa Thượng liền nói kệ: bất thức tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân. Dịch: báo nhà mình chẳng biết, theo người nhận ngoại trần, giữa trưa chạy trốn bóng, kẻ nhìn gương mất đầu. Nghĩa là mình không biết được kho báo nhà mình, cứ chạy theo những trần cảnh ở bên ngoài, ví như đang ở giữa trưa trời nắng mà chạy đi trốn bóng. Trốn có khỏi không? Càng chạy trốn thì bóng càng đuổi theo, như người xem gương mất đầu. Đó là ví dụ trong kinh Lăng Nghiêm. Có chàng Diễn Nhã Đạt Đa một buổi sáng xem gương, thấy đầu mặt của mình trong gương, úp gương lại không thấy đầu mặt mình đâu nữa, quảng lên ôm đầu chạy la: tôi mất đầu. Liền phát điên. Người đi cầu đạo cũng vậy, xin người chỉ dạy đạo cho mình, mà không ngờ chính nó đã sẵn nơi mình rồi. Đoạn này là để chỉ cho thấy rằng tất cả chúng ta đều có hòn ngọc báo. Hòn ngọc báo sẵn đó là để chỉ cho mỗi người đã sẵn cái tánh giác. Tánh giác là cái không sanh không diệt, nó quý hơn tất cả châu báu của trần gian. Cái đó là cái trên tất cả, mà người tu chúng ta ai cũng muốn tìm, muốn được cái đó. Nhưng mà chúng ta cứ ngỡ rằng cái đó nó ở đâu, từ phương trời xa xôi nào, không ngờ nó ở ngay nơi mình mà mình không nhớ. Cho nên cái câu mà hỏi rằng trong tay Bồ Tát Địa Tạng có hạt minh châu, đó là ý nghĩa gì? Quý vị nhớ Bồ Tát Địa Tạng nghĩa là sao? Địa là đất, tạng là tàn, là chứa. Tay của Bồ Tát chứa một hòn ngọc, cầm hòn ngọc để nói rằng dưới đất có chứa một hòn ngọc. Dưới đất có chứa một hòn ngọc. Mà đất đó là đất nào? Đất ngoài đồng hay đất trên núi? Đất của tứ đại, phải không? Ngay nơi đất tứ đại này đã có chứa sẵn một hòn ngọc. Cho nên Ngài liền hỏi, bảo rằng báo nhà mình chẳng biết, theo người nhận ngoại trần, trong tay mình có cầm hạt châu không? Có không? Vậy mà không chịu nhận, để đi hỏi hạt châu của Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy thì chúng ta quên của báo nhà mình để đi tìm ở bên ngoài, mà đã quên của mình đi tìm ở ngoài, chẳng khác nào như người giữa trưa chạy trốn bóng. Giữa trưa chạy trốn bóng, nếu mà mình đứng ngoài trời nắng thấy bóng mình nó hiện ra, hoặc ngắn hoặc dài, mình ghét cái bóng quá, mình muốn chạy trốn nó, thì chạy đi đâu? Cứ nhắm ngoài trời mà chạy hoài khỏi cái bóng không? Còn muốn khỏi bóng làm sao? Chỉ cần bước cho chỗ râm mát là hết, phải không? Như vậy cái bóng là để chỉ cho mình có cái thật mà không biết, mà cứ sợ cái bóng của mình.
thân mình là thật, cái bóng là dối, mà sợ bóng mà không sợ thân. Cũng như kẻ nhìn gương mất đầu, chuyện Diễn Nhã Đạt Đa tôi đã nói nhiều lần rồi, hôm nay tôi không cần phải lặp lại. Đó là để nói lên cái ý nghĩa hết sức rõ ràng. Tới một đoạn nữa trong Chứng Đậu Ca, ngài Quyền Giác ở Vĩnh Gia nói: Ma Ni Châu nhân bất thức, Như Lai tàn lý thân thâu đắc, Lục Ban thành dụng không bất không, Nhất Khỏa Viên Quang sắc phi sắc. Dịch: Ngọc Ma Ni người chẳng biết, Như Lai kho ấy thâu trọn hết, Sáu Ban thành dụng không chẳng không, Một Điểm Viên Quang sắc chẳng phải sắc, sắc chẳng sắc. Trong Chứng Đạo Ca, ngài Quyền Giác ngài nói rõ rằng mỗi người chúng ta đã sẵn có một hòn ngọc Mani. Mani tức là Trung Hoa dịch là như ý, tức là mình muốn cái gì thì được cái ấy, giống như là được cái cuốn sách mà ước vậy đó, phải không? Ước cái gì được cái nấy. Ai có cái hàng hòn ngọc Mani á thì muốn cái gì được cái nấy, cho nên gọi là Mani Châu hay là hòn ngọc Mani. Mani là tiếng Phạn, dịch là như ý. Ai cũng có cái hòn ngọc như ý đó mà không tự biết, mà nó ở đâu? Như Lai kho ấy thâu trọn hết, nó đang chứa trong cái kho Như Lai, phải hẳn Như Lai tàn đó, nó đang chứa trong kho Như Lai. Quý vị có kho Như Lai không? Có người nào không có kho đó không? Chắc ai cũng có sẵn một cái kho đó. Thành ngọc hòn ngọc Mani chứa sẵn trong cái kho Như Lai của mình. Sáu Ban thành dụng không chẳng không. Sáu Ban thành dụng là cái gì? Là sáu căn của mình đó, nó phản chiếu hay là nó phát ra cái ánh sáng của hòn ngọc Mani, thấy như không mà chẳng không. Tại sao nó như không mà chẳng không? Như giờ tôi có con mắt sáng, tôi nhìn sự vật, tôi thấy tất cả. Thì có người hỏi: Thầy thấy tất cả không? Tôi nói tôi thấy. Hỏi: Cái thấy thầy ra làm sao chỉ được con coi? Làm sao chỉ đây? Chỉ cái thấy của tôi thì không tài nào tôi chỉ được, nhưng mà chỉ cái tôi bị thấy á, tôi thấy được á, thì tôi chỉ được, phải không? Tôi thấy người, thấy vật ở trước mắt, thì cái bị thấy thì chỉ được. Còn cái hay thấy chỉ được không? Cái đó không chỉ được. Bởi vậy cho nên nói không, không chỉ được là nó không có hình tướng. Không, không mà chẳng không. Tại sao? Nếu không ngơ thì đâu thấy, phải không? Thấy thì nó không phải là không. Như vậy cho nên nói Lục Ban thành dụng không bất không. Nhất Khỏa Viên Quang sắc phi sắc, tức là một điểm viên quang sắc mà không phải sắc, nghĩa là cái hòn ngọc sáng đó nó có cái ánh sáng chiếu soi như là có hình sắc mà không phải hình sắc đó. Bởi vì có chiếu soi thì người ta cứ ngỡ như cái ngọn đèn, ngọn đèn nó sáng chiếu ra thì hỏi ngọn đèn có ánh sáng không, mình nói sao? Có, phải không? Có. Nhưng mà cái ánh sáng đó nó thế nào? Thì ở đây cái hòn ngọc của mình nó có ánh sáng, mà ánh sáng đó nó không phải sắc vàng, sắc xanh, trắng như các cái ngọn đèn. Vì vậy mà một điểm phi quang sắc chẳng sắc, nghĩa là mỗi người có một hạt châu Mani mà không tự biết. Hạt châu Mani còn gọi là hạt châu như ý. Khi có hạt châu đó rồi thì ước muốn điều gì cũng được tội nguyện. Ngay nơi Như Lai của mình, chính nơi đó mà nhận,
sáu thứ thần thông màu nhiệm dường như không mà chẳng phải không, một viên tròn sáng sắc mà chẳng phải sắc. Đó là để diễn tả hạt châu riêng của mỗi người chúng ta, ai ai cũng sẵn có. Đó là tôi nói về hạt châu mani. Còn một phần nữa và kết luận bài này thì tôi để dành kỳ sau. Kỳ này tôi có một cái chuyện mới muốn nói cho quý vị nghe một chút. Mới một hôm, cái gì cái đó cũng là cái tinh thần chỉ ông chủ chứ gì. Mới một hôm sáng tôi ngồi thiền ra, tôi có tuyên bố với một số người, tôi nói rằng tôi quả thật là con ngỗng chúa, uống sữa lọc nước chừa lại. Thì cái câu nói đó quý vị nghe nó lạ đời, phải không? Đây là câu nói của các thiền sư ở Trung Hoa thời xưa. Lúc tôi học, tôi tu, đọc cái đó, câu đó tôi cũng biết, nhưng mà biết hơi ngờ ngờ. Một bát sữa bây giờ đem lại bảo chúng ta uống, chúng ta là khôn hơn con ngỗng đó, mà chúng ta có lọc riêng, sữa một bên, nước một bên, uống sữa chừa nước lại được không? Được không? Uống nữa con ngỗng nó khờ hơn mình, mà tại sao mà nó uống, nó lọc sữa nó uống còn nước nó chừa lại, khôn quá. Quý vị nghĩ sao? Bây giờ quý vị thử khuấy một bát sữa rồi uống giùm tôi coi, có ai lọc được không? Như vậy thì tại sao thiền sư lại nói rằng như con ngỗng chúa uống sữa lọc nước lại? Bây giờ quý vị thử nghiệm uống sữa lọc nước lại là cái gì? Cái gì là sữa? Cái gì là nước? Nếu mình không biết rõ cái gì là sữa, cái gì là nước thì thôi, cứ uống hết cho rồi, phải không? Uống cạn ly, cạn bát, chứ còn không có cách nào khác. Mà bây giờ muốn lọc được sữa chừa nước lại thì phải lọc bằng cách nào? Phương tiện gì để lọc? Đó là một vấn đề gần như là nan giải. Thì tôi ngày xưa hiểu rõ lắm, hiểu rằng sữa mà trong đó nói là chỉ cho cái chân thật của mình, nước là chỉ cho cái giả dối, cái thật với cái giả nó lẫn nhau, mình khó mà lừa lọc được. Hiểu vậy thì được rồi, nhưng bây giờ bảo phải lừa lọc nó ra, lọc cái này lấy bỏ cái kia thì thật là một chuyện khó vô cùng. Nói thì khó mà không ngờ nó lại dễ. Khi mình thấy nó rồi thì rất là dễ. Bây giờ quý vị ngồi thiền để làm gì? Quý vị ngồi thiền là tập làm con ngỗng chúa, phải không? Đang lọc sữa uống chừa nước lại. Nhưng bây giờ cái gì là sữa để uống, cái gì là nước chừa lại? Đó là một điều hiểu thì hiểu, mà nói ra thì nói không được. Nói không được mà làm được chưa? Làm cũng chưa được luôn. Bởi vậy nên rồi trở thành ngỗng con á, không phải ngỗng chúa. Lý đáng ngỗng chúa thì phải như vậy, mà chúng ta lọc không được, biến thành ngỗng con, hết cái lọc là ngỗng chúa rồi. Mà từ khi nhìn thấy cái đó rồi
tôi lại có cái thông cảm được. Ngày xưa đọc kinh, trong kinh dạy các vị A-la-hán có hai thân. Một là cái thân còn xác thịt này mà đã ở trong Niết Bàn, gọi là hữu dư y Niết Bàn. Còn hai là cái thân xác thịt hoại diệt đi, rồi lúc đó hoàn toàn nhập Niết Bàn. Thì sau cái thân hoại diệt nhập Niết Bàn thì chúng ta dễ hiểu, vì Niết Bàn là vô sanh, phải không? Mà còn cái thân này đi đứng là còn sống, mà sống thì còn sanh, mà sao lại được Niết Bàn? Đó là cái mà tôi hơi thắc mắc. Bởi vì Niết Bàn nghĩa là, nghĩa chánh nó là vô sanh, là tịch tịnh. Nhưng mà vô sanh mà còn thân thì sao? Còn thân tức là còn sanh, chứ đâu phải chết. Thì khi mình tịch rồi, như Phật tịch rồi gọi là nhập Niết Bàn, dễ hiểu hơn, phải không? Còn mình còn đi đứng nằm ngồi, mọi công tác lăn xăng lộn xộn mà nói vô sanh thì làm sao hiểu được? Đó là một cái nghi vấn mà tôi cũng thầm đặt mà không có giải. Nhưng mà khi hiểu được con ngỗng nó uống sữa chừa nước lại thì tôi liền hiểu qua cái hữu dư y Niết Bàn của các vị A-la-hán. Nói như vậy, chỗ này tôi nói chậm, từ từ, để cho quý vị vừa nghe vừa gẫm, thấy rõ được cái lẽ này. Bởi vì tất cả chúng ta tu, ai cũng sợ vọng tưởng giới khởi. Sợ vọng tưởng giới khởi cho nên khởi là liền bỏ, liền dẹp. Rồi khi bỏ dẹp rồi thì nói lúc đó chúng ta không còn vọng tưởng. Nhưng chú thứ hai, thứ ba trồi lên rồi bỏ dẹp, cứ làm như vậy suốt buổi có mệt hơn, quả là còn nhọc hơn là mấy cái người nông phu ra đồng cuốc đất, phải không? Ra đồng cuốc đất, họ ở cuốc lên, họ cuốc xuống, họ làm mệt, họ chống cây cuốc, họ đứng, họ thở, họ nghỉ, họ nói trời nó mây chơi. Còn mình ngồi đó một giờ, hai giờ, có dám nghỉ không? Lúc nào cũng phải dòng trình, mà cứ hết chú này trồi lên tới chú khác liên miên một hai giờ đồng hồ mà không cho mình nghỉ chút nào hết. Như vậy thì cái người tu mới nhìn qua thấy thảnh thơi quá, ngồi liêm diêm đó thôi, không có gì quan trọng, mà thực là đổ hồi hộp, phải không? Không có giờ phút rỗi, không có nhàn hạ chút nào hết. Như vậy thì chúng ta làm cái việc đó là chúng ta đang làm cái gì? Bởi vì chúng ta quen nhìn mọi sự vật ở bên ngoài theo cái lối hình thức, tướng mạo, phân biệt. Vì vậy mà cái gì có hình tướng, cái gì có phân biệt được thì chúng ta hiểu, nhận. Còn cái gì không hình tướng thì chúng ta lại không biết. Như vậy tâm của chúng ta, ai cũng nói tâm là cái biết của mình, là phần tinh thần của mình. Như vậy thì tâm mình cái nào chân, cái nào giả? Quý vị thử gẫm rồi
cái gì chân, cái gì giả. Cái khởi nghĩ phân biệt hơn thua, phải quấy, tốt xấu là chân hay là giả, chân hay là giả. Rồi khi cái đó lặn xuống thì cái gì là chân mất tiêu. Lặn xuống là trời, phải không? Đó là một cái chỗ mà lâu nay chúng ta không biết, không biết lọc nước mà uống lấy sữa, hay là uống sữa chừa nước lại. Tôi nói xa, như người tu thoại đầu, thường thường ấy, thoại đầu là gì? Thoại là câu nói, đầu là ở trước cái câu nói. Ví dụ như khởi cái niệm trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là gì? Khởi trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là gì? Thì từ trước khi cha mẹ chưa sanh đó là cái câu, mà khi chưa khởi câu đó là đầu. Cho nên sau này các thiền sư thường bảo rằng chúng ta kháng thoại dĩ, chứ không kháng thoại đầu. Dĩ là đuôi, đuôi câu nói, chứ không kháng được đến đầu câu nói. Phải vậy không? Cứ nhớ trước khi cha mẹ chưa sanh là gì, mà nhớ cái là gì không à, mà mình không thấy được cái đầu trước khi khởi câu nói, mà chưa thấy cái đầu trước khi khởi câu nói, đó là chưa kháng tới cái thoại đầu. Như vậy thì chúng ta bây giờ cũng ngồi thiền, chỉ biết vọng tưởng, thấy vọng tưởng sinh, vọng tưởng diệt, chứ không biết cái đầu của vọng tưởng hay là cái cuối của vọng tưởng. Như vậy thì trước khi vọng tưởng dấy lên là cái gì, sau khi vọng tưởng diệt là cái gì, là cái gì? Vậy khi dấy lên thì chúng ta nhớ à, có vọng buông, nó buông nó lặng rồi cái lát cái khác dấy lên. Như vậy thì vọng này lặng, cái khoảng trống qua cái vọng thứ hai này, khoảng giữa là cái gì? Cái gì quý vị nói nghe coi. Như vậy thì cái đó là cái gì? Như vậy thì chúng ta chỉ nhớ vọng tưởng là lặng, rồi một chút vọng tưởng lên, cứ nhớ mấy thứ đó mà đánh lộn nó hoài, phải không? Còn cái khoảng mà nó lặng rồi chưa có cái thứ hai dấy lên á, khoảng đó là cái gì? Đó là cái chỗ mà chúng ta quên. Khi vọng tưởng thứ nhất lặng, rồi chừng một giây hai giây mới tới vọng tưởng thứ hai, thì khoảng trống giữa cái thứ nhất cái thứ hai, lúc đó chúng ta sao? Hữu tri và vô tri. Hữu tri tức là có tâm, phải không? Vọng tưởng dấy lên thì có suy nghĩ, nhưng mà cái suy nghĩ đó là cái biết động. Mỗi một niệm dấy lên là động, động là tướng sinh diệt. Rồi khi nó lặng, cái khoảng giữa này không có dài, nhưng mà cái khoảng giữa này nó có một cái khoảng. Rồi tới niệm thứ hai thì cái khoảng giữa đó, nếu không có tri thì cái niệm thứ hai lên mình không thấy, phải không? Mà cái thứ hai vừa trồi đầu thấy liền. Thì như vậy khoảng giữa đó mình có tri và vô tri. Có tri đó mà cái tri của khoảng giữa đó sanh diệt hay bất sanh diệt? Có tướng mạo gì không? Còn cái giấy niệm có tướng mạo không? Bởi vì khởi nghĩ nhớ ba, nhớ má, thì hình bóng ba má hiện ra, phải không? Đó. Rồi nói à, giọng buông, buông cái nó lặng xuống, rồi im liệm chút, cái giấy là nhớ chú, nhớ bác, thì có hình dấu, hình dáng chú bác hiện ra. Như vậy cái khoảng giữa này biết mà không có bóng dáng, không có giấy niệm, thì khoảng giữa đó là cái gì? Đó, tôi muốn chỉ cho tường tận, bởi vì không có nói tường tận thì quý vị không hiểu được. Chứ nghĩ rằng hôm nay tôi ngồi giờ đồng hồ thấy cả trăm vọng tưởng,
thấy vọng tưởng không mà không thấy cái gì khác, phải không? Như vậy là quên sữa mà chỉ thấy nước không à? Bây giờ chúng ta phải nhìn lại cho kỹ, khoảng giữa của hai niệm đó nó có một khoảng, nhiều khi được một giây, hai giây, hoặc là một phút, hai phút mới có cái niệm thứ hai. Như vậy một, hai phút đó là một, hai phút chúng ta đang sống với cái gì? Sống với cái gì? Không ai dám khẳng định sống với cái gì. Như vậy thì cái khoảng đó giấy niệm là khởi động, là sinh diệt. Biết mà không có khởi động là cái gì? Là cái biết không sinh diệt. Giấy niệm là cái biết sinh diệt. Cái biết sinh diệt giấy lên mình thấy, rồi nó lặng đi, mình khoảng trống đó không có cái niệm sinh diệt, thì đó là cái khoảng trống của cái không sanh diệt. Bởi vì khoảng trống mình biết mà, phải biết không? Mình biết mà không có giấy động, mình biết mà không có bóng dáng, thì cái biết đó thuộc cái gì? Như vậy ngồi 2 tiếng đồng hồ, quý vị có 200 lần vọng tưởng. 200 lần vọng tưởng, nếu quý vị tỉnh thì 200 lần vọng tưởng đó nó mất đi 1 tiếng đồng hồ đi. Còn 1 tiếng mà lặng đó thì quý vị đương làm cái gì? Đương ở đâu? Đương làm gì, đương ở đâu? Chỗ này thì phải nhìn cho thật sâu mới biết cái giá trị của nó. Thì như vậy thì chúng ta 100 lần vọng tưởng mất 1 giờ động, nhưng cũng có 1 giờ tịnh, phải không? 1 giờ tịnh mà không có mê, vừa giấy niệm mà chúng ta thấy yên tịnh trong cái rõ ràng thường biết. Rõ ràng thường biết góp lại từng chặng cộng lại được 1 giờ. Thì như vậy buổi ngồi thiền đó hữu ích hay là vô ích? Thì như vậy tối thiểu chúng ta cũng được 1 giờ nó yên tĩnh. Cái này chúng ta cứ nhớ 100 lần vọng tưởng không à, còn cái khoảng lặng đó không có tính. Như vậy thì thành ra cứ nghĩ là ngồi thiền này vô ích quá, lát nghĩ cái này, lát nghĩ cái kia, một lát mới nghĩ, thì cái khoảng giữa một lát nó cộng lại cho bao nhiêu, phải không? Đó là một cái điều mà không giải thích thì quý vị cứ làm, thì cứ ngỡ rằng mình tu sao mà 1 giờ mà bị vọng tưởng mấy chục lần, vô ích quá, muốn vô cái mà bật này không còn cái gì hết, sao được, phải chia chứ, cho chia nó một chút phần chứ. Đó. Vậy mới tu là đang dành cái nào nhiều, cái nào ít, hoặc là vọng tưởng nhiều mà cái khoảng yên lặng ít, hoặc là cái khoảng yên lặng nhiều vọng tưởng ít, đi từ từ như vậy. Như vậy thì cái khoảng không có vọng tưởng là cái khoảng gì? Xác nhận lần nữa coi, nó là khoảng gì đó? Bây giờ tôi chưa cắt nghĩa nó mà tôi dẫn chuyện dòng do tam quốc một chút. Ngày xưa Tổ Huệ Khả than với Tổ Hồ Đề Đạt Ma: tâm con không an, nhờ Hòa Thượng giải pháp an tâm. Tổ Huệ Khả bảo: đem tâm ra ta an cho. Nhớ Tổ Hồ Đề Đạt Ma bảo: đem tâm ra ta an cho. Ở ngày Huệ Khả ngày sức tìm, nhớ nó chạy lăng xăng hoài, sao giờ dòm lại phải đâu? Dòm lại mất tiêu. Khi nhìn lại mất tiêu thì bạch với Tổ rằng: bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Tổ Đạt Ma bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay đó cái Tổ nhận ra, biết được đường vào, biết được đường vào,
Nhưng mà trải qua thời gian khá dài, một hôm Tổ Huệ Khả thưa bạch Hòa Thượng, hiện nay con bật hết các duyên, bật hết các duyên. Thì Tổ Đạt Ma bảo: coi chừng rơi vào không. Ngài nói: rõ ràng thường biết, làm sao không được? Thì Tổ Đạt Ma liền nói: ông như thế, ta như thế, chư Phật cũng như thế. Nghĩa là sao? Nghĩa là bật hết các duyên mà rõ ràng thường biết, thì ông được như vậy, ta cũng được như vậy, mà chư Phật cũng được như vậy. Thì chư Phật được như vậy cho nên các ngài thành Phật, phải không? Mà bây giờ ta được như vậy rồi ta cũng sẽ thành Phật, ông được như vậy ông cũng sẽ thành Phật. Như vậy thì cái chỗ rõ ràng thường biết, chỗ đó tên gì? Tên gì? Đó là tôi nói cho quý vị thấy, cái trên đường tu chúng ta nhiều khi mắc kẹt ở trong ngôn ngữ, trong văn tự, mà không thấy được cái bản chất thực, cái giá trị thực của sự tu. Bây giờ chúng ta phải thấy thực cái giá trị của nó. Thì hiện giờ chúng ta ngồi thiền, giới niệm thì biết, không giới niệm thì cũng thấy rõ ràng, mắt thấy, tai nghe, miễn niệm thứ hai giấy lên chúng ta biết. Như vậy thì cái khoảng giữa đó cũng rõ ràng thường biết. Nhưng mà Tổ Đạt Ma ở Tổ Huệ Khả thì ngài bật hết các duyên. Còn chúng ta thì sao? Mới bật được 10%, 20%, 50% các duyên, phải không? Như vậy thì đối với Tổ chúng ta còn xa, cách xa nhiều. Nhưng mà cũng có 1 phút, 2 phút bạch các duyên nữa. Nha. Mà cái chỗ bạch hết các duyên thì gọi là gì? Gọi gì mà chư Phật như vậy, rồi Tổ như vậy, chúng ta cũng như vậy? Cái đó gọi là cái gì? Chính cái đó nhiều từ ngữ nói. Nào là ông chủ, mà ông chủ gì không có hình dáng, phải không? Khách lên thì có hình dáng, mà chủ thì không có hình dáng gì hết. Bởi không hình dáng cho nên khó mà nhận. Còn khách lên thấy có hình dáng dễ nhận. Vì vậy mà chúng ta suốt mấy giờ ngồi thiền chỉ thấy khách mà không thấy chủ. Thấy chủ không? Đó là vì chúng ta hơi sơ xuất. Chứ nếu chúng ta kỹ rồi thì niệm với lên đó là khách, lặn xuống thì ông chủ ngồi sờ sờ đó. Mà tại vì ông ngồi trong cái màn khuất đi, không có thấy ông chủ đó chứ đâu. Như vậy thì chúng ta nói niệm khởi là duyên. Nếu viết thấy các duyên mà rõ ràng thường biết, thì cái chỗ đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma ấn chứng cho Tổ Huệ Khả, phải không? Ấn chứng bằng cách ông như thế, ta như thế, tức là ta và ông không khác nhau. Đó là in cái con dấu thế nào, in xứ giấy trắng nó hiện ra thế nấy, hai cái không sai chạy. Đó là ấn chứng đó. Mà chẳng những ông như thế, ta như thế, mà thật cũng như thế luôn, phải không? 3, 4 con dấu giống hệt nhau. Đó là cái ấn chứng sâu đậm đó. Hiểu cho tới nơi rồi quý vị mới thấy cái giá trị của sự tu. Bởi vì khách giấy lên thì chúng ta thấy, mà khách lặng chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy, không thấy cái gì? Không thấy cái gì? Không thấy khách. Mà ai thấy khách? Ai không thấy khách? Thì ông chủ. Thì như vậy niệm lặng tức là ông chủ sờ sờ. Vì ông chủ thấy lúc này nó lặng nè, khách ra khỏi nhà rồi, phải không? Như vậy thì có vắng ông chủ lúc nào đó. Vậy mà than ngồi thiền sao mà cứ loạn hoài, phải không?
tuy loạn hoài mà có ông chủ ngồi đó, mình đừng quên, mình không quên ông chủ. Thì nó loạn, cười nó chơi, mấy chú là hề mà diễu cợt hồi đi chứ có gì đâu. Cái thằng ta ở đây sờ sờ đó, thấy mấy chú như vậy thì cái tu của mình nó mới thực là hữu hiệu. Không thấy như vậy thì cái tu của mình cảm như vô ích vậy. Năm ngoái tu ngồi cũng vọng tưởng, năm nay ngồi cũng vọng tưởng, rồi chắc năm mười năm nữa cũng vọng tưởng. Nhưng mà phải thấy cái chỗ năm ngoái một giờ bao nhiêu lần vọng tưởng, năm nay một giờ bao nhiêu lần, nó thưa từ từ. Mà thưa cái vọng tưởng thì cái ông chủ hiện rõ càng rõ hơn, phải không? Như vậy thì cái ông chủ càng vắng, cái vọng tưởng càng vắng thì ông chủ càng hiện sơ sơ, chứ có thiếu chỗ nào. Như vậy nghiệm cho chín chắn mới thấy cái giá trị của sự tu. Còn mình nghiệm chưa chín chắn thì cứ thấy vọng tưởng là biết có, vọng tưởng hết thì nó không còn gì, phải không? Nó không còn gì tức là vô ích rồi. Nhưng mà không ngờ lúc vọng tưởng lặng, ông chủ đương thấy nó lặng, phải không? Rồi vọng tưởng nổi lên thì ông chủ thấy khách vô nhà. Đó, cứ như vậy nữa mà thấy tới thấy lui, ông chủ không vắng mặt lúc nào hết. Cho nên trong nhà thiền quở trách chúng ta đừng có ngủ, vì ngủ thì hết thấy. Còn thà là mình thức, nó chạy lên chạy xuống hoài, mình vẫn thấy nó thì không có mất ông chủ, phải không? Còn nếu mà nó lặng mà không biết gì hết thì mất ông chủ. Như vậy cho nên khi mà chúng ta ngủ thì Phật nói chúng ta đang vào hang quỷ, phải không? Vào hang quỷ. Còn vọng tưởng thì tuy nó điên đảo một chút nhưng mà ông chủ còn có mặt, chưa có thiếu. Còn vào hang quỷ thôi, hết thấy ai, chủ không có mà khách cũng không có luôn. Đó, việc gì vậy mà vọng tưởng không ai đánh, không ai gió tài, mà ngủ gục thì bị đánh, bị gió tài. Đó là lúc đó quên mất ông chủ rồi, mất cả chủ cả khách. Thì phải kêu dậy chứ không thì đi ngầm ở trong hang quỷ tối sao? Hiểu cho thật kỹ mới thấy cái ý, cái giá trị của người tu thiền. Như vậy thì quý vị nhớ lại khi nãy tôi nói con ngỗng nó uống sữa chừa nước lại, nội tâm chúng ta giống như một cái bát chứa sữa nước lẫn lộn, phải không? Nước sữa chứa lẫn lộn. Bây giờ chúng ta phải uống bằng cách lọc bỏ nước, uống sữa không. Thì nước là cái gì? Thì các cái chú vọng tưởng đó, chú nào tới mình đều loại ra, không theo là loại ra. Loại ra rồi thì lúc đó mình đang làm gì? Đang uống sữa, thấy không? Vậy mà không biết, than hoài, cứ thấy vọng không, hết vọng không biết gì nữa. Thì đó là mình không biết uống sữa, thấy không? Loại nước ra là tới sữa không biết uống, thành ra ngỗng đói. Sữa nước lẫn lộn, bây giờ biết nước loại thì còn sữa thì không dám uống, cho nên rồi ngỗng đói la ồn sòm. Thì như vậy thì sữa nó hiện khi nước nó bị loại ra. Như vậy thì khi mà vọng tưởng lặng thì cái hiện tiền đó là mình chứ ai. Mình hiện tiền, hay nói cách khác là ông chủ hiện tiền, thấy rõ, nghe rõ, biết rõ, không có nghi ngờ gì hết. Thấy, nghe, biết mà không có một cái bóng dáng, không có một cái hình gì hết, phải không? Không có hình, không bóng, không có khởi nghĩ. Thì biết mà không hình, không bóng, hình, không khởi nghĩ, cái biết nó thuộc là loại gì? So với cái biết có hình, có bóng thì nó thuộc loại gì?
có hình có bóng là vọng. Vọng tức là cái nhân tạo nghiệp sinh tử. Cái vọng là động, là sinh diệt, mà nó là cái nhân để tạo nghiệp sinh tử. Giờ cái này nó lặng, còn cái này không có bóng, không có hình, mà rõ ràng thường biết. Mà cái rõ ràng thường biết là cái nhân gì? Là vô sinh, tức là niết bàn mất rồi. Phải không? Nó là vô sinh, tức là nó là niết bàn hiện tiền. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền mà vắng vọng tưởng một phút, hai phút, ba phút, trong thời gian vắng đó gọi là chúng ta đang ở trong cái gì? Vậy thì mình đưa ngồi trong niết bàn. Ngồi trong niết bàn. Bởi vậy cho nên các vị A-la-hán khi còn thân này sinh hoạt bình thường mà các ngài không có cái niệm dính với cảnh, duyên theo cảnh, thì các ngài đang gì? Đang được hữu dư y niết bàn. Niết bàn rõ ràng như vậy. Bởi vì niết bàn là cái nghĩa vô sanh, còn niệm là còn sanh. Dứt niệm mà hằng tri giác, đó là vô sanh. Phải không? Như vậy thì chúng ta tu cứ mong mai kia được nhập niết bàn, cứ ngỡ rằng vào niết bàn nó sáng rực, phải không? Ở chỗ đó đủ thứ dinh thự gì đó hết. Tưởng niết bàn như vậy là cái niết bàn tưởng tượng, chứ cái thực niết bàn là cái vô sinh. Vô sinh mà hằng tri hằng giác, chứ không phải vô sinh mà vô tri vô giác. Cái hằng tri hằng giác gọi là Phật tánh. Đó. Như vậy thì được cái vô sinh mà hằng tri giác đó là nhập được cái Phật tánh của mình. Mà nếu nhập được Phật tánh của mình, lúc đó gọi ông gì ha? Thì tu thành Phật thì chỗ đó đó, thì thấy chỗ đó gọi là thành Phật. Chứ còn mình cứ mong làm sao thành Phật có được ngồi trên tòa sen rồi có hào quang rực rỡ, thì ông Phật đó là ông Phật gì? Ông Phật đó là ông Phật sinh tử, hoặc là báo thân, hoặc là hóa thân, thấy không? Còn Phật pháp thân thì không có cái hình tướng đó. Như vậy thì chúng ta tu cái kết quả nó cụ thể. Còn những người không biết tu á, hết nghĩ này tới nghĩ kia liên miên một chiều, mà người ta chỉ biết cái nghĩ đó là tâm họ, còn cái biết thầm lặng họ không hay. Thấy không? Họ không biết được cái thầm lặng hằng tri hằng giác. Họ chỉ biết là cái nghĩ, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ quấy, đó là tâm. Cái thân vô thường sinh diệt này là thân, còn cái nghĩ sinh diệt đó là tâm. Ôm hai cái sanh diệt, thân sinh diệt, tâm sanh diệt là mình, thì cách gì không đi luân hồi trong muôn kiếp. Thấy không? Ôm cái sinh diệt cho nó là mình, thì mất cái sinh diệt này thì ôm cái sinh diệt khác, mất cái khác thì chụp cái khác, cứ liên miên. Đó là luân hồi vô số kiếp. Còn bây giờ mình biết rõ cái thân này là vô thường sinh diệt, còn cái tâm phân biệt hơn thua phải quấy cũng là cái tâm vô thường sinh diệt. Chỉ có cái hằng tri hằng giác không hình không tướng mà hằng giác hằng tri, cái đó mới là thật mình. Như vậy cái đó nó có bị lửa đốt cháy không? Vì vậy mà nói hoa sen ở trong lò lửa, thân vô thường tức là bị cái lửa vô thường nó thiêu đốt cháy mòn. Thí dụ như chúng ta làm một cây củi tươi mà đút vô cái lò lửa, thì ban đầu củi tươi nó cháy lần lần cái củi nó khô cái nó bắt cháy hết. Cũng như vậy, hồi sinh ra lớn lên 5-10 tuổi đầu tóc xanh, đốt riết bây giờ đầu bạc trắng, nó khô lần rồi, thấy không? Hồi xưa mặt mày thì no đầy, bây giờ bắt đầu nhăn nheo, nó khô đó, hiện tượng khô có thấy chưa? Nó khô rồi thì tới gì nữa?
thì cháy rụi, thì cái vô thường nó đốt tan qua như có gì. Như vậy thì nó thấy rõ ràng chúng ta mang cái thân vô thường, bị lửa vô thường nó đốt cháy từ từ, có khi thì nó cháy gấp, có khi nó cháy muộn thôi, nhất định nó phải cháy. Nhưng mà trong cái vô thường đó ngầm có một cái chân thường, tức là cái không có hình tướng mà hằng giác hằng tri. Không hình tướng thì đâu bị vô thường, hằng giác hằng tri đâu phải là không. Cho nên cái từ trong nhà Phật nói người ta nghe rất là khó hiểu, nói rằng cái chỗ đó không phải có, không phải không. Cái chân thật mà không phải có, không phải không. Bởi vì nó không phải có theo cái hình tướng vô thường, không phải không vì nó hằng giác hằng tri. Đó. Như vậy thì trên đường tu, quý vị thấy chúng ta gẫm nghiệm nhận kỹ mới thấy từng phút từng giây chúng ta đang tiến, chứ không phải là vô ích. Nhưng vì lâu nay không ai giảng trạch cho mình biết, rồi cứ nói ngồi thiền là phải yên, phải lặng, mà sao ngồi còn vọng tưởng hoài, chưa yên chưa lặng, coi như mình tu chưa có kết quả. Phải không? 5 năm, 10 năm dòm lại cũng còn vọng tưởng, cái than, ôi 10 năm rồi tu cứ không có kết quả gì hết, thôi bồ đề tâm. Phải không? Chứ còn nếu quý vị chịu khó ngồi thiền từ đầu giờ đến cuối giờ, ngày nay nghĩ 10 lần, ngày mai nhớ lại còn có 9 nè, ngày khác thì còn 8. Như vậy đó là đã thấy cái bước tiến của mình. Như vậy thì cái niệm khởi là cái vô thường, là điên đảo. Chúng ta thấy qua cái đó chúng ta có những phút giây sống với cái chân thường. Từ cái niệm điên đảo chúng ta sống với cái bình đẳng vô thượng chánh giác. Phải không? Cái giác bình đẳng nó hằng có trong đó. Như vậy thì trên đường tu chúng ta mới biết được cái bước tiến của mình. Còn không thì cứ ngỡ rằng tu lâu mà không kết quả. Mà gần như là 99% ở đây đều thấy như vậy. Phải không? Hỏi lại, nó tôi ngồi thiền mấy năm rồi sao còn vọng tưởng hoài, chán quá. Phải không? Còn vọng tưởng hoài, còn vọng tưởng mà không ngờ vọng tưởng nó đã thưa. Mà bây giờ giả sử còn vọng tưởng mà ông chủ có mặt hiện tiền hoài thì có thiệt thòi gì đâu. Mỗi niệm giấy lên ông chủ thấy vỡ nó rồi nó mất, lát những giấy lên khác ông chủ thấy vỡ nó. Thì như vậy trong nhà của mình có khách bước vô, chủ chào hỏi, rồi lát khách đi, người khác bước vào chào hỏi, thì cả ngày khách tới lui thấp nập, nhưng mà ông chủ vẫn có mặt để chào hỏi khách, thì có thiệt thòi gì đâu. Thiệt thòi không? Nó chỉ sợ không có ông chủ, khách vô nó làm quyền trong nhà thì cái nhà vô chủ đó mới nguy. Phải không? Chứ còn ông nhà, trong nhà có chủ, khách bước vô là chủ chào, rồi chủ đưa ra. Như vậy đó thì ông chủ có thiếu vắng lúc nào. Vậy mà nhiều người cũng than hoài, than thở tu lâu mà không có kết quả gì. Đó là quên cái ông chủ của chính mình. Như vậy nhớ như vậy thì quý vị nghĩ sao? Thì như vậy thì giờ ngồi thiền không phải là thiệt thòi, mà chẳng những giờ ngồi thiền thôi, mà cho tới cái giờ quý vị đi tưới hoa, quý vị đi nhổ cỏ vân vân. Nhưng quý vị cũng biết rõ tình niệm khởi đó là quý vị không có thiếu ông chủ. Phải không? Rồi cho tới giờ nấu cơm, giờ lặt rau cũng biết rõ mình có ông chủ. Giấy nghĩ cái thì ông chủ đuổi đi, thì như vậy giờ nào mình thiếu ông chủ đâu. Phải không? Mà nếu giờ nào cũng có ông chủ, tức là
giờ nào chúng ta cũng có cái gì? Có cái gì? Thì giờ nào chúng ta cũng có ông Phật, phải không? Ông chủ là ông Phật chứ gì? Chứ vậy thì giờ nào mình có quên có mất đâu? Tuy tu chưa thành Phật mà giờ nào cũng có ông Phật hộ cho mình, như vậy đó là cầu Phật gia hộ đó, phải không? Phật luôn luôn gia hộ cho mình, không bị mấy cái đứa phàm tục nó chen vô, như vậy Phật gia hộ rồi. Còn cái này không chịu đâu, cứ đi làm đã thả trâu chạy cùng đường được đường xá, chiều lại thắp hương cầu Phật gia hộ cho con, rồi con tu cho nó tinh tấn dần dần, mà không chịu nhận ông Phật thường trực gia hộ cho mình. Đó là một cái lối tu quên cái gốc mà chạy theo ngọn, ngọn ngành. Chúng ta thấy rõ cái gốc nó không có xa, ở gần một bên. Bởi vậy cho nên chúng ta thường hay nói rằng tu là cốt trở về cố hương, phải không? Trở về cố hương thì có người hỏi cố hương ở đâu, trả lời sao? Cố hương cách đây chừng 500 cây số hay 1000 cây số, phải không? Thì đó là một cái lầm lẫn. Hỏi cố hương ở đâu thì chúng ta phải nhớ ở dưới gốc chân mình, chứ không ở đâu hết á. Vì mình đang đứng trên đất cố hương mà quên mình đứng trên đất cố hương, cứ nhìn đằng kia đằng nọ kiếm cố hương, phải không? Kiếm cố hương ở ngoài tầm mắt của mình mà không ngờ mình đang đứng trên đất cố hương đó. Như vậy thì có lúc đang đứng trên đất cố hương thì mình nhìn ở ngoài không thấy cố hương mình ở đâu, mình gọi là quê hương xa mù tích, phải không? Không biết ở đâu, giờ ngoài không thấy. Nhưng mà thật xa chưa? Xa hay gần? Đứng ở trên đó mà nó xa. Như vậy thì mới thấy rằng chúng ta tu hết sức là điên đảo, cái thực hiện tiền lại quên, rồi chỉ đuổi theo cái gì mình tưởng tượng, mình ước mơ. Như vậy thì muốn trở về cố hương chúng ta phải làm sao? Chúng ta chịu khó nhìn xuống chân mình thấy gì, phải không? Đó. Bởi vì muốn cho quý vị thấy cố hương mới khuyên mỗi chiều mỗi tối ngồi dòm xuống một chút, phải không? Chứ đừng nhìn đi xa, nhìn đi xa rồi quên bẵng đi. Đó. Nhìn xuống để thấy mình đang ngồi, đang đứng ở tại quê hương của mình. Như vậy thì đó là chúng ta tỉnh, chúng ta giác. Còn nếu quên để chạy đi tìm đầu này góc nọ là chúng ta mê. Quên nó là mê, mê cái cố hương hiện tiền mà chạy tìm nơi này, nọ nơi kia. Như vậy thì tất cả sự tu hành của chúng ta là một cái quay lại, một cái nhận thẳng nơi mình, chứ không có đâu xa. Như vậy thì trở lại cái đề tài tôi nêu hồi nãy là con ngỗng chúa chỉ uống sữa mà chừa nước lại, phải không? Lọc sữa uống chừa nước lại. Thì niệm khởi là cái sinh diệt chỗ rõ ràng thường biết, không giấy niệm, chỗ đó là sữa, còn cái kia là nước. Nếu mình ngồi thiền, mình đi lại mà cứ nhìn nhận cái rõ ràng thường biết, không chạy theo cái kia, đó gọi là gì? Là uống sữa lọc nước lại, phải không? Như vậy chúng ta đang làm một công tác lọc lừa. Cái gì không phải thực mình, thực là chủ thì loại ra, còn cái thực chủ thì mình nhận, mình sống với nó, thì đó là cái công phu tu của mình. Như vậy thì
cái việc làm đó nếu một giờ không có vọng tưởng mà hằng tri hằng giác thì giờ đó gọi là giờ gì? Giờ niết bàn. Như vậy thì ngay cái thân phàm tục này cũng vẫn có niết bàn, phải không? Nhưng niết bàn nó chưa có trọn vẹn, niết bàn từng chặng từng khoảng thôi. Nó chia phân nửa niết bàn, phân nửa sinh tử, lát thì sinh tử, lát niết bàn, còn chập chờn ở trên con đường niết bàn chứ chưa có hoàn tất niết bàn. Chừng nào mà như Tổ Huệ Khả, mọi duyên đều sạch, không còn một cái niệm nào chập chờn nữa, thì giờ đó chúng ta vẫn sống, vẫn đi lại mọi cái công tác, mọi việc làm ăn cũng vẫn làm, mà tâm mình hằng giác, hằng thanh tịnh, thì đó là hữu dư y niết bàn. Như vậy niết bàn xa hơn, kiếm ở đâu? Như vậy thì chúng ta có quyền được niết bàn không? Có ai không có quyền đó không? Mà lâu nay chúng ta cứ nghĩ Phật, Bồ Tát, La Hán mới có niết bàn, còn mình là vô phần, thấy không? Phàm phu ngu si là vô phần. Sự thật là tại chúng ta cứ ngỡ cái niết bàn đến khi hoàn toàn viên mãn, còn cái niết bàn của mình là cái niết bàn tình trạng tình quả. Nó có, nhưng mà chúng ta có tức là chúng ta biết được cái nhân niết bàn. Mà cái nhân niết bàn chúng ta đã có rồi thì cái quả niết bàn sớm chày cũng sẽ được, phải không? Như vậy trên đường tu quý vị thấy có phải là cái chuyện vô phần không? Chuyện không thể làm được không? Như vậy thì ai cũng có khả năng đó, ai cũng có thể làm được mà không chịu làm. Cho nên khi ngồi tôi thấy rõ những cái việc này rồi, tôi cười, tôi mới nói hồi xưa giờ cứ nghĩ rằng sữa với nước đã hòa rồi thì không tài nào lọc được, phải không? Nhưng bây giờ có thể lọc được thì mình ngỗng chúa mất rồi, phải không? Nhưng mà ngỗng chúa lại còn đưa uống đưa lọc, chứ không phải là uống no rồi đi. Còn đưa uống đưa lọc thì quý vị cũng bắt đầu tập làm ngỗng chúa đó, phải không? Chứ đâu phải là cái chuyện thường. Như vậy thì chúng ta mới thấy bên này niệm khởi là sanh tử, bên này lặng lẽ hằng tri đó là vô sanh. Đó, sanh tử vô sanh ở cạnh bên, mà một giờ ngồi thiền ít ra cũng được phần nửa thời gian của vô sanh. Thì như vậy bữa nào mà quý vị không có niết bàn, phải không? Ngày nào cũng có niết bàn là nhiều ít vậy thôi. Đó, như vậy để thấy rằng trên đường tu không có cái chuyện mà luống công vô ích, mà chỉ có cái không nhận ra, biết mình có mà không nhận thì cũng như không có, chứ đâu phải là vô sanh. Cho nên nhắc lại, ngài Thạch Cựu hỏi rằng Bồ Tát Địa Tạng tay cầm viên ngọc đó là để làm gì, là ý nghĩa gì, thì hỏi tay ông có viên ngọc không đó, phải không? Để cứ nghĩ Bồ Tát Địa Tạng mới có viên ngọc, còn mình thì vô phần. Cho nên ngài đặt câu hỏi lại để cho mình tỉnh, mình biết rằng mình cũng có ngọc. Chư Bồ Tát có niết bàn, mình cũng có niết bàn, chứ không phải mình vô phần, mà chỉ vì mình không có khéo, không có nhận, rồi cảm thấy vô phần. Cái vô phần là tại có của mà không dám nhận, phải không? Có của mà không nhận thì đó là cùng tử lang thang, phải không? Cần nhận ra mình có ngọc báo chôn đầy một hũ thì lúc đó là sao? Mình là trưởng giả, là phú gia rồi. Như vậy thì chỉ một cái có mà quên thì thành cùng tử, có mà nhớ thành phú gia, là trưởng giả. Bây giờ quý vị ưng làm cái gì? Ưng làm cùng tử lang thang, phải không? Hay là mình mới thấy mình là con trưởng giả,
có của được tại chưa mới lên thôi, mới lên mai kia mình cũng sẽ là trưởng giả, chứ không có nghèo nàn như người ta tưởng nữa. Đó là cái ý nghĩa nó rất là rõ ràng. Thôi nói nhiều đó để cho quý vị thêm kinh nghiệm trên đường tu, rồi buổi chót sẽ đọc hết cái đoạn sau và sẽ kết thúc lại cho quý vị nghe, nhớ cho dễ hiểu. Tại bữa nay tôi có khách, mình nghỉ sớm một chút. Quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.